Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Thật nhanh thưa quý vị, để tiếp tục cập nhật về tình trạng của bão Ida bây giờ là trở thành bão nhiệt đới, thì dựa trên những cái tin tức hiện nay có no cash or no gas to run. Có những cây xăng mà chúng tôi nhìn thấy nó gió nó thổi bay nguyên cây xăng luôn, cho nên họ không hoạt động. Không có điện thì làm sao mà bơm xăng, rồi muốn lấy tiền để mà đi trang trải chi phí. Credit card không xài được, cho nên có những nơi mà các tiệm tạp hóa mở cửa họ chỉ nhận tiền mặt thôi, bởi vì không có điện để xài credit card, thải thẻ, cho nên đó cũng tình trạng. Rồi bệnh viện ở Louisiana, rồi bệnh viện ở New Orleans, rồi Baton Rouge, số bệnh nhân vào đây. Louisiana trong thời gian qua cũng đương đầu với COVID-19, cho nên giờ đây thì hospital đầy với những bệnh nhân. Chưa kể đó là Thảo Yên có tường trình là một người thiệt mạng, rồi bị thương cũng nhiều nữa, mà bây giờ vào nhập viện cũng nhiều khó khăn. Cho nên trong những ngày tới đây, tình trạng của những người ở Louisiana, chưa kể đó, bởi vì một khi đã rời khỏi mà cơn bão này nó có thể gây điện, trong đó có những gia đình Việt Nam đã rời khỏi đây, thì họ phải tính tới việc ở lại Houston. Phần lớn chúng tôi thấy cái đoàn xe đó là họ chạy sang Texas, họ cư ngụ ở đó. Cho nên ngay bây giờ bên phía Houston rất đông những người từ bên Louisiana. Họ đang dự tính sẽ phải ở lại thêm một tuần lễ nữa. Ở lại cho đến khi nào đường phố được dọn dẹp sạch sẽ, xe cộ được phép ra vào, rồi điện được có, rồi nước trở lại nữa. Cho nên thời gian này mất khá nhiều thời gian để mà có thể quay trở lại được, thưa quý vị. Và vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, ở tại Texas đã nổi lên một cái vấn đề, đó là tiếp tục có thêm những cái luật nghiêm cấm cái việc mà phá thai ở đây. Đó là đáng lý ra đó, vào sáng ngày hôm nay, một tòa án kháng cáo số 5 ở Texas đó, là họ phải có một cái buổi hearing để mà từ cái bên phía mà kiện cái luật này đó, là các tổ chức mà ủng hộ quyền phá thai, họ đã nộp đơn kiện từ nhiều tuần trước đó, thì đáng lý ra sáng ngày hôm nay sẽ có cái buổi hearing để tòa xem là nó có nên block cái đạo luật này lại hay không. Nhưng mà vào thứ 6 tuần trước đó thì tòa kháng cáo đã quyết định là họ không có buổi hearing này, họ tiếp tục cho cái đạo luật SB 8 này được tiếp tục sẽ chính thức đi vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 này. Thì cái luật này đó, thưa quý vị, nó như thế này, đó là các nhà lập pháp họ nhấn mạnh là họ không có nhắm vào những thai phụ mà muốn tìm kiếm cái việc phá thai, mà họ nhắm vào các bác sĩ và các phòng mạch hoặc là những cá nhân tổ chức nào mà trợ giúp cho người thai phụ thực hiện cái việc phá thai, đặc biệt là nếu như bào thai đã được 6 tuần tuổi trở lên. Nếu mà dưới 6 tuần tuổi đó thì không có bị ảnh hưởng bởi cái luật này. Nhưng mà theo như các bác sĩ họ cho biết đó, đa số phụ nữ là phải từ sau 6 tuần trở đi họ mới biết họ có thai, và 80% các trường hợp phá thai đó đều xảy ra sau 6 tuần, thì lúc đó các phụ nữ họ mới quyết định là họ có phá hay không. Thì theo như cái luật này đó, họ sẽ thưởng số tiền lên đến 10.000 cho những người họ gọi là hunter bounty đó, thưa quý vị, là giống như là người đi săn giải thưởng. Nếu chẳng hạn như một người họ nghi ngờ là có một cái phòng mạch ở cái thành phố này lén lút hoặc là muốn trợ giúp phụ nữ thực hiện quyền phá thai đó, thì họ có thể lên cái website của tiểu bang có riêng một cái website cho cái vấn đề này, có thể bảo mật danh tính hoàn toàn, chỉ cần đưa cái địa chỉ của cái phòng mạch thì các giới chức điều tra của liên bang họ sẽ tổ chức cái cuộc điều tra, và nếu sự thật như vậy đó thì cá nhân này sẽ được thưởng 10.000. Còn riêng cái phòng mạch hoặc cái người bác sĩ đó thì sẽ gặp vô số phiền phức về pháp lý, chẳng hạn như là sẽ bị phạt ngay lập tức 10.000, chắc 10.000 đó là để tặng cho cái người tố giác kia, và sau đó rồi đó là sẽ ra tòa. Và đặc biệt nếu mà vướng vào cái việc
kiện tụng đó thì cái người bị kiện đó sẽ chi trả hết các vấn đề pháp lý, nếu mà thắng cũng phải trả luôn nữa, bởi vì tiểu bang muốn là cái người bác sĩ đó bị thiệt hại về tài chính nặng nề để mà họ không có còn để dễ dàng thực hiện cái việc phá thai nữa. Và đặc biệt là các giới chức họ nhấn mạnh họ không có nhắm vào các thai phụ, cho nên là sẽ không có cái chuyện là người hàng xóm này đi tố giác cái bà hàng xóm kia là ồ tôi biết bà này muốn phá thai, họ sẽ không có phạt gì các thai phụ hết. Nhưng mà họ muốn những người phụ nữ này gặp khó khăn không thể nào mà tìm cách phá thai ở khắp tiểu bang Texas nữa, và cái việc mà ra khỏi tiểu bang nó cũng gây khó khăn nhiều. Thì nếu như ai mà muốn đi ra tiểu bang khác để mà làm thì cứ ra, nhưng mà ở trong tiểu bang Texas bây giờ sẽ không có thể dễ dàng làm như vậy nữa. Và nếu như các tổ chức mà chống lại cái luật này đó họ không nhanh tay kiện lên tòa liên bang thì ngày 1 tới tháng 9 này đạo luật này chính thức đi vào hiệu lực. Liên quan đến tình hình của Afghanistan, tiến trình mà di tản tiếp tục thực hiện trong ngày hôm nay. Mặc dù có những cái tin tức trộn lẫn, chúng tôi nhìn thấy có báo cáo họ nói rằng họ đã đạt được thương lượng với Taliban để có thể kéo dài thêm việc di tản sau ngày 31 tháng 8, tức là ngày mai, và thậm chí họ nói là từ bây giờ đến khuya hôm nay, trong vòng có vài tiếng nữa thôi là bước sang ngày 31 ở Afghanistan rồi. Thì không biết được cái chuyện mà tiếp tục di tản sau, bởi vì họ nói vẫn còn những người từng hợp tác với quân đội Hoa Kỳ trước đây kẹt lại ở Afghanistan và chưa thể ra phi trường. Họ muốn cứu những người này luôn. Và những người này là những ai? Thông dịch viên và những người từng làm việc với quân đội Hoa Kỳ trước đây về nhiều lĩnh vực lắm. Vì vậy họ không muốn bỏ rơi. Và không muốn bỏ rơi thì không thể mà kết thúc vào ngày 31 tháng 8 được. Thì hy vọng là có khả năng cứu thêm những người này. Chính phủ và quân đội Hoa Kỳ vẫn muốn tiếp tục cứu thêm. Thứ hai nữa là liên quan đến cái vụ mà tấn công nhắm vào những cái chiếc xe của những kẻ được tin là thuộc bọn ISIS-K. Và trong cuối tuần qua, những tên này vẫn tiếp tục, và cho tới giờ phút này, thưa quý vị, bọn chúng vẫn lên kế hoạch để tấn công vào phi trường Kabul. Thì từ hôm thứ Sáu, sau khi xảy ra cái vụ tấn công khủng bố vào phi trường khiến 13 binh sĩ thiệt mạng, thì thứ nhất là ông Tổng thống Joe Biden đã có mặt ở phi trường để tiếp nhận những cái thi hài và các quan tài của các binh sĩ này. Và chúng ta cũng nhớ là ông xuất hiện trên đài và tuyên bố sẽ trả đũa. Và quý vị nhìn thấy đây là những chiếc drone. Không có cái việc mà các phi công Mỹ lái máy bay để tấn công nữa. Cái chuyện đó đã rút quân rồi và không thực hiện nữa. Giờ đây thì họ vẫn để lại những chiếc máy bay drone, máy bay không người lái, và hoạt động hữu hiệu hơn nhiều. Bởi vì từ trạm không lưu, tức là trạm tư lệnh đó, đặc trách khu vực mà trả đũa hoặc là tấn công vào quân thù ở Afghanistan, những binh sĩ được huấn luyện họ vẫn nhìn thấy toàn bộ hình ảnh ở bên dưới, và họ biết được cái khu vực Kandahar, Afghanistan nằm ở phía đông của thủ đô Kabul là nơi mà bọn ISIS-K tập trung. Mặc dù bọn chúng hiện nay theo ước tính vào khoảng 1.000 tới 1.500 tên thôi, nhưng mà bọn chúng vẫn có khả năng để thực hiện những cái vụ tấn công vô cùng nguy hại đến quân đội Hoa Kỳ. Và vì vậy họ đã thực hiện thành công một vụ tấn công bằng drone, tiêu diệt được những tên mà bên phía quân đội Hoa Kỳ nói là thuộc bọn khủng bố, tiếp tục thực hiện những vụ tấn công nhắm vào không quân, căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Kabul. Rất tiếc là trong lúc tấn công đó, đã rơi trúng, thứ nhất trúng chiếc xe, nhưng mà căn nhà kế bên chiếc xe này, trong đó có 9 người trong một gia đình Afghanistan đều thiệt mạng. Tới sáng ngày hôm nay thì ngũ giác đài mới chính thức xác nhận, họ nói có casualty, tức là có thường dân thiệt mạng. Họ không tiết lộ thêm là trong số thường dân này là bao nhiêu. Một giới chức phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ nói họ vẫn đang tiếp tục lượng định để xem con số thực sự thường dân chết là bao nhiêu. Tuy nhiên theo báo cáo của AP và hãng thông tấn Reuters, 9 người trong một gia đình, trong đó có các
trẻ em, có em mới có 3 tuổi thôi đều thiệt mạng trong gia đình này. Và đây là cái chuyện đáng tiếc mà vì vấn đề mà phải tiêu diệt bọn ISIS đã xảy ra cái vụ mà chết thường dân của Afghanistan. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.